Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là sửa một cái bệnh ở trên cái bếp từ Bluetone này. Bộ thợ mang đến nhé, anh em thợ mang đến. Đây là hình dáng bếp nó nhé. Đây là một cái bệnh khó các bạn, họ bảo là cứ bật điện cái này là báo E0. Thì mình không quan trọng là nó báo E mấy, riêng tất cả với tất cả loại bếp. Trước tiên các bạn nhận một cái bếp như này đến, các bạn phải tháo hết ra như thế này cho mình. Đấy, và các bạn lắp vào cái bộ test. Nếu như cái bệnh khó này, các bạn lắp vào những cái bộ test cho mình. Đây, bộ test này. Để nồi riêng ra ngoài. Và họ có bảo với mình là, đây các bạn nhìn này, họ thay gần hết linh kiện này nhưng không được này. Rất là nhiều nhé. Tủ lọc các thứ này. Đây, cho các bạn xem. Tủ lọc nguồn này. Đây, các cái chợ này họ cũng nhốt cho kiểm tra hết rồi này, không chết này. Đấy. Đấy, chỗ này như này, chỗ này là cái gì mình không để ý. Đấy. Rất nhiều cái không chết. Các bạn thấy không ạ? Người ta nhấc hết rồi nhá. Đây. Nguyên một cái tròn này. Nhấc hết rồi. Và những con này thay hết rồi này. Thay hết rồi này. Đấy, họ thay hết rồi. Nha. Chợ thì đây, những con chợ này họ nhấc hết rồi này. Nhấc hết rồi này. Thì bắt đầu mình bây giờ mình cắm điện vào cho chạy thử luôn nha các bạn nhé. Đấy, các bạn lắp cái bộ test này thì các bạn phải lắp cho mình cảm biến nhé. Quạt có thể các bạn không cần cắm nhé. Quạt không cần cắm, như cảm biến các bạn phải cắm. Nhìn này, mình bật nguồn nhé. Đấy, bật phát E0 này. Cái trường hợp mà cắm điện vào nó không báo gì, đúng không? Thì chứng tỏ là mạch OVB tốt này, ACDS tốt này, và có thể thôi nhé, các cảm biến này tốt này, cảm biến mâm, đây mình chút điện này, cảm biến mâm, cảm biến dưới sò này tốt này, được chưa? Bây giờ bệnh nó có thể xảy ra là những cái gì? Thứ nhất, bây giờ các bạn phải kiểm tra cho mình. Nếu như các bạn mà muốn chắc chắn thì các bạn vẫn phải kiểm tra lại mạch OVB cho mình một lần nữa nhé. Tụ lọc này đã thay rồi này thì không vấn đề gì nhé. Thì chắc chắn là tụ mới này thì không hỏng được nhé. Thì bây giờ các bạn phải kiểm tra cho mình này. Thứ nhất là đường OVB đo lại một lần nữa này. Được chưa? Cảm biến này thì sau cùng đi, bởi vì các cái cảm biến ít khi chết nhé. À, các bạn kiểm tra cho mình xem nào. Hai con bóng này người ta thay rồi thì không phải kiểm tra lại này. Nha. Các bạn kiểm tra cho mình là cái mạch nhận nồi. Mạch nhận nồi của mình. Đây. Giờ mình sẽ đo lại cho các bạn thông số con này nhé. Mạch nhận nồi của mình gồm những cái đường nào? Đây, chân xê xò đây các bạn. Nó đi ra đây, đi qua điện trở này. Qua điện trở này. Nó đi ra đây, đi đến đây. Đến cái điểm này đó, nó lại tiếp tục này, đi qua điện trở bên này, nó về chân này của IC này, về chân này ngoài cũng gần ngoài cùng của IC nhá. Tiếp theo này, cái đường điện áp DC của mình này chính là cái điện áp ở chân này này, chân này nó nằm chân này, nó ở đây, nó đi qua đây các bạn, qua đây, đi đến đây rồi đó, đi từ đây qua đây, ở đây, đâu đây này, chân S chứ. Đây, nó ra đây đúng không? Chân của mình ở đây, đi vòng qua đây. Và nó qua cuộn dây đồng các bạn thấy không? Đấy, nó nằm ở đây, đây là cầu nắn này. Thì đây sẽ có đường OVB báo về này. Đây, nó sẽ có một con chợ từ đây vào đây này. Ra đây này. Ra đây. Và vào chân... Xem nào. Vào chân số 3. Từ 3 từ cuối về này. Vậy hai chân này sẽ nằm cạnh nhau, thường thường hai chân này sẽ nằm cạnh nhau nhé. Bây giờ mình sẽ đo điện áp OVB nó xem bao nhiêu vôn nhé. Khi mà máy nó đang bị lỗi như này, mình phải đo lần lượt từng cái đường như vậy. Đầu tiên là ACDS đúng không? Dây dọa là ngoan cả. Đấy các bạn. Tiếp theo này.
vạn đồng hồ về để đo. Mát thì mát chung rồi, mình sẽ đo lần lượt từng đồng nguồn. Thứ nhất là nguồn 308V trên tụ trên con tụ lọc nguồn cấp trước. Được 319V này, ok. Đo điện áp 308V trên nguồn tụ lọc 5mm. 320V này. Ok nhá. Tiếp theo cái này bạn phải tách ra này, tránh trường hợp chập vào là chết vì xử lý nhá. Tiếp tục này. Mình sẽ đo này. Điện áp OVB đây. OVB chính là đường này các bạn. Đi ra đây. Qua này. Đến đây. Đối đầu một con điện trở này. Đối đầu đây. Đến điểm này. Đây, nó đi qua đâu đây? Từ đây nó sẽ đi qua bên này. Đây, đây chính là chân OVB các bạn. Bây giờ mình sẽ đo nhé. Đấy, con này được 3,75V này. Đấy, vậy chứng tỏ con trở này không đứt đúng không? 3,75V này. OVB là coi như là tạm ổn nhé. Bởi vì nhiều khi là những con trở thoát mát này. Ví dụ OVB đây đúng không? Đi ra đây. Còn những con trở thoát mát nó đứt này, nó làm dâng nguồn đây này. Cũng có thể là OVB. Nhưng bây giờ tạm thời là con trở này không đứt nhé. Mình tạm thời dừng đây. Tiếp tục này. Mình sẽ tiến hành mình đo. Đo điện áp ở chân xe sò về. Xe sò về xung HV. Này, đến đây qua trở được 158V này. Sao rồi nhìn. À đây mình tắt đi. Tắt nguồn đi. Tắt đèn đi. Đấy. Qua bên con trở bên này. Là được 158V đúng không? Tiếp tục này. Đến đây đang đi qua đây, đi đến đây. Nó đi qua điện trở này, vào chân IC này. Được 1,07V nhé. Chân xe sò 1,07V. Chưa. Tiếp tục này, chân B cộng này. TVB cộng lấy từ đây đúng không? Ở đây đo đây xem có vôn chưa. Đấy, có 321V rồi này. Tiếp tục đi qua con điện trở đúng không? Chân này sẽ đi qua điện trở về chân này. Mình đo xem được bao nhiêu vôn. Không thấy vôn nào. Chân đây đâu, đi về đây, về chân này. Phải có vôn. Nếu không có vôn thì đang họng. Đây, được 1,17V. Lúc đấy là con kia được 1,1V, à 1,0 mấy vôn thôi. Tức là 1V, còn con này được 1,17V. Tức là chênh lệch nhau 0,1V. Nha. Đủ với điều kiện C sò lớn hơn B cộng. À, C sò bé hơn B cộng 0,7V đúng không? Khi có tải, khi nào có máy chạy thì bắt đầu là chân đây, sau lúc mình đo cho bạn xem. Vậy là coi như là đủ điều kiện hai chân lệch nhau 0,7V rồi nhé. Tiếp theo này. Đối với trường hợp như thế này, những con này đã thay hết rồi đúng không? Thay hết rồi. Đây. Con này ta cũng kiểm tra rồi này. Con này là con chở trên đường gì đấy, rút điện ra kiểm tra. Đây, đây có một con điện trở này, cũng trên đường B cộng xuống này. B cộng xuống đi vào đây. Đi qua đây. Đi vào đây, vào đây nào, để xem đánh mạnh thì xem nằm trên đường gì. Đánh mạnh đi cái xem nó nằm trên đường gì các bạn nhé. Đường B cộng này có hai đường về các bạn ạ. Hai đường về nhé. Đây có một đường nữa này. Đấy, một đường này đi về đây này, qua điện trở này. Qua điện trở 1,2K này. Vào đây. Vào đây, rồi nó làm nhiệm vụ gì đây, xem nào. Vào đây này. Đi vào đây, vào đây. Ố. Sợ nối mát đi. Ở đây nó vào đây các bạn. Đây. Nó vào chân số 1 của con chân này, một con IC này. Đấy, bây giờ mình sẽ đo thử xem điện áp đây bao nhiêu vôn nhé. Chắc nó đưa vào để dò để thực hiện là so sánh thôi. Tiếp tục nhé. Mình đo này. Chân này về đây này. Được 0,8V này, 0,82V này, 0,83V này. Đấy, đo tại chân 1 IC này. Chân cuối IC này. Cũng được vậy này, 0,8 mấy vôn. Tức là mỗi con này chênh lệch nhau 0, mấy vôn thôi. Và chứng tỏ mấy cái đường này ok này, mà người ta cũng đặt trở rồi, kiểm tra rồi, đúng không? Và bây giờ mình bật nguồn lại các bạn nhìn này. Này. Bật nguồn này. Đấy.
Có báo e không? Báo e không, bật nguồn cái e không ngay. Mà không nghe tạch tạch ra chứng tỏ là mạch này đang chưa làm việc. Anh hiểu. Báo e không ngay. Chứng tỏ là cái mạch driver của mình chưa làm việc. Một là mạch driver của mình chưa làm việc, hai là linh kiện trên mạch driver chưa làm việc nhá. Bây giờ mình sẽ tiến hành rút ra. Thì mình kiểm tra này. Driver đúng không? Hai con trai shuttle đã thay rồi này, ba con trai shuttle đã thay rồi này, đúng không? Nó không còn cái gì cả các bạn. Đây, nó chỉ còn mỗi một con diode gender này. Gender này người ta cũng nhấc ra rồi này. Bây giờ mình sẽ nhấc ra lại đo lại nhé. Đấy, con gender là nhiều khi các bạn đo không chết đâu, nhưng mà thay thì nó chạy đấy. Đấy, đây nhé. Bây giờ mình sẽ đo 110k mà không cần đo, nhấc ra các bạn sẽ test được luôn nhé. Cắm điện một cái. À, nếu mà bây giờ mà bật mà chạy luôn thì chứng tỏ là con diode đã chết đúng không? Bởi vì là mình xác định nó chỉ còn nằm trên đường driver thôi. Bởi vì cái đường này này, tại sao mình nói thế? Bởi vì cái con tụ này, con tụ mà trên cái đường từ chân S con này báo về này, từ chân chân E con này báo về này, người ta đã nhấc ra rồi và mình cũng vừa kiểm tra là không đi chết. Đấy. Bật này. Bật này. E không này các bạn thấy không? Đấy. Thì bây giờ mình kiểm tra này. Lúc đấy là mình kiểm tra thấy mấy con này đã thay rồi đúng không? Bây giờ mình chưa đoạn áp mà mình cũng đã nhấc cái con chở này ra rồi đúng không? Nhấc ra rồi. À con diode gender rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình đoạn áp 18V xem vào đến mấy con bóng này chưa? Được chưa? Nha, bây giờ bắt đầu đo nhé. Đây, đo đồng hồ số cho dễ hiểu. Con này làm trực tiếp luôn nhé. Các bạn thấy không ạ, được 18,24V này, tức là mạch driver này đã được cấp điện, đúng không? Bây giờ mình sẽ tiến hành. Ông chuẩn bị bật nguồn tôi phát nhé. Lấy đồng hồ, lấy máy hiện sóng đi. Lấy máy hiện sóng đo cho nó tiện. Chân S sò đâu nhỉ? GDS đây đúng không? Chân S đây đúng không? Chân S đây, S đây. Chân này kẹp vào mát phát. Chân mát nằm đâu kẹp vào cái. Đây, hoặc là mình có thể kẹp vào chân mát rồi con tụ lọc ở trên trên này cũng được nhé. Chỉnh đồng hồ về thang cho nào. Thang 5V đi. Đo vào chân G. Bật nguồn đi. Bật nguồn sau ấn nút đỏ bên cạnh. Mình đo điện áp vào chân B con bóng này. Bây giờ mình cho điện áp thấp lại, chỉnh hiện sóng thấp lại. Chân B con bóng bên này. Tuột mát rồi các bạn. Chân B con bóng bên này. Các bạn nhìn này, máy hệ sóng của mình nó phát xung ra này. Đấy, mỗi lần cơ tít một cái là máy hệ sóng mình phát ra một cái xung. Đấy, chứng tỏ là máy của mình đã phát xung rồi nhá. Máy phát xung mà không có một tiếng kêu tạch tạch gì hết. Máy của mình, máy này nó không nhạy lắm nhưng mà nó có phát xung rồi. Và không có tiếng kêu tạch tạch gì cả. Thì chứng tỏ là cái mạch driver mình đang chết nhá. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình xem trên mạch driver còn gì không nhá. Mạch driver của mình thì bây giờ nó chỉ còn có hai con bóng này người ta thay rồi này. Con diode channel mình đã tách ra rồi này. Bây giờ còn mỗi con sò được các bạn. Bây giờ mình sẽ tách con sò ra nhé. Đây, mình tách con sò ra. Con sò này thì tách ra các bạn không được cắm điện nhé. Nếu như các bạn tách ra mà các bạn cắm điện cái là nổ sò ngay tức nhé.
Nếu mà các bạn tách ra cắm điện ấy, thì các bạn phải rút cái mâm nha. Nếu mà các bạn không rút mâm ra thì nổ xo nhé. Đấy, bây giờ mình sẽ tiến hành là tháo cái mâm ra đi. Tháo mâm ra cho mình cắm điện mình đo nhé. Đây, tháo một dây mâm ra này. Đấy, nhập ra. Bây giờ mình sẽ đo xung ở tại chân gờ con xo nhé. Cắm điện đi, cắm điện là thử phát. Nào, bật nguồn đấy. Các bạn nhìn thấy không ạ? Nó có sóng ạ, nó có sóng ở trên trên gờ này. Có sóng trên gờ này. Đấy. Vậy chứng tỏ là bắt đầu xung đã đưa đến chân gờ sò đúng không? Mà sò không làm việc đúng không? Con này bây giờ của mình là kết luận là sò không làm việc. Và mình kết luận là hỏng sò nhé. Bây giờ mình sẽ đo thử cho các bạn xem nhé. Đây, bạn đồng hồ thao nhân 1 không? Mình đo thử DS thì các bạn nhìn này, xem nó có lên không nhé. Đây, để mặt trên cho cái dế đo cho các bạn nhìn. Con này mặt trên thì thôi cậy ra vậy. Có dao không? Đây, thôi rồi, cạo. Đây là những con bệnh khó mình để tối làm nhé. Bây giờ các bạn nhìn này. Bây giờ nó rơi vào tầm khoảng độ hơn 12 giờ đêm rồi. Hơn 12 giờ đêm rồi nhé. Này, bây giờ mình sẽ tiến hành đo nhé. Đây, đợi bạn đồng hồ thao nhân 1 không? Chân G là chân 1 không? DS, mình đo DS này. Xò này. Ô, sợ lên nhỉ. Để lên mà sao kim mà sao nó lại không bị nổ cầu chì. À đâu, một chiều lên chiều không lên. Đây các bạn nhìn này. Đây nhá. Không lên đúng không? Đảo lại này, lên này. Đấy, bình thường như con sò này là một con sò tốt đúng không? Mà bây giờ nó lại không chạy đúng không? Thì các bạn thử đo cho mình chân 1 này. Chân 1 của con sò này, như hôm trước mình có nói rồi là nó không được thông với bất kỳ một chân nào còn lại. Đúng không? Bây giờ mình sẽ đo vặn đồng hồ thăng 10k. Mình đo chân 1 với cả chân còn lại nhé. Đấy các bạn thấy không ạ? Con này chết này, giờ mình vặn vào thang nhân 1 đi. Đấy các bạn thấy không? Nó lên này, lên được tầm khoảng 3-40 ohm này. Đảo lại này xem nó lên không. Sao đảo lên hai chiều lên khác nhau. Thôi rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành rút hẳn nó ra. Rút hẳn nó ra nhé. Ông chuẩn bị cho một con sò luôn này. Mình sẽ chuẩn bị một con sò khác luôn nhé. Trước khi... Đây, rút hẳn ra đo chuẩn xác nhé. Đấy, nếu như trường hợp mà đúng nó chết như vậy thật thì chứng tỏ là cái chân gờ này này nó đang bị đưa hết xuống mát, xung đưa vào bao nhiêu đưa hết xuống mát, đâm ra nó không hoạt động nhé. Đấy nhá, đây là vẫn là con sò đấy nhá. Mình không cắt ghép video để tránh trường hợp là các bạn này bảo là không, nhiều bạn này vào soi mình, rất nhiều bạn là mình làm video hướng dẫn các bạn sửa nhưng các bạn cứ vào soi mình. Đấy nhá. Con sò đấy đúng không? Bây giờ mình sẽ đo này, chân lúc đấy chân 1 với chân 3 này nó một chiều lên ít chiều lên nhiều đúng không? Bạn thấy không ạ? Bây giờ nó vẫn thế này. Nó lên được hơn 30 này. Đảo lại này. Nó lên được tầm 200 ohm này. Thôi, mình xác định chết sò nhé. Bây giờ mình thì thay thử luôn. Đây, tên sò này sống không? Nó lại lượt cho bạn xem nhé. Chân D, chân S này. Một chiều lên này. Một chiều không lên này. Thôi, đạt tiêu chuẩn rồi này. Cái sò này thì có nhiều bạn bảo là thay sửa bếp từ này phải lấy sò xịn. Nhưng mà các bạn cứ mua cho mình con 15N120 hoặc là 25N120 là được nhé. Không nhất thiết phải xịn quá. Quan trọng nhất là cái mạch của mình nó sửa tốt thì sẽ không sợ bị lại.
cái mạch của mình mà sửa mà không ra gì thì các bạn phải thay xò xịn bao nhiêu vào vẫn chết nhé. Quan trọng nhất là vẫn là phải là người, cái bệnh mà các bạn làm đâu. Này, hôm nay các bạn lại biết được thêm một cái bệnh là rất là đặc biệt như vậy. Xò nhưng mà chưa chắc nó đã chạy, thì giờ mình cắm vào thử xem nhé. Nó có chạy hay không hay là đấy, các bạn thấy không, E0 đâu phải cứ E0 là đơn giản đâu. Đôi khi E nó không báo E, mình bảo rồi nó không sửa cái bếp từ này, đừng có sửa cho E. Các bạn phải xem nó báo lỗi trước hay là sau lúc mình bấm nguồn nhé. Các bạn xem lại các bài trước của mình nhé. Đấy, những cái bệnh mà chết sò này các bạn lần nữa ốm không ra. Bây giờ mình sẽ tiến hành lắp lại con diode Zener này nhé. Lắp lại diode Zener nhé. Lắp lại trả lại nó diode Zener. Cái trường hợp này là trường hợp mà tương đối hiếm các bạn, nhưng không phải là không có xảy ra nhé. Mình cũng đã từng gặp vài trường hợp như thế này rồi. Nào, bây giờ cho nó chạy thôi. Nếu mà bây giờ chạy đây các bạn nhìn này. Mình có một cái đồng hồ dòng. Nếu như cái đồng hồ dòng này của mình mà hoạt động thì là ok. Đây, từ từ xem nó có chạm chập gì không. Đây các bạn nha, đây là đồng hồ dòng mình nhé. Nếu đồng hồ dòng mình mà lên là ok. Chưa chưa, từ từ an lành ấy. Rồi, tắt điện đi. Nha, bây giờ mình sẽ bật nhé. Đấy các bạn thấy không ạ, đồng hồ dòng mình lên kim luôn này, giật cả mình. Đấy, chạy ngon nhé. Rồi tắt đi bởi vì không có quạt này, nó sẽ nóng rất là nhanh. Các bạn nhìn này. Đấy, vậy là hôm nay mình đã hướng dẫn các bạn là sửa thành công cái bệnh báo E0 của cái bệnh trên con bếp từ là Baruto, Baru gì đấy, Baruton nhé. Đấy thì đây, tiếp đây. Đấy, và các bạn nên nhớ là E0 là không theo, không sửa theo E nhé. Đấy, lần sau các bạn gặp E0 có thể không chết con đấy đâu. Chúc các bạn là thành công. Các bạn cứ xem lại các video của mình là làm được.